không còn những nương ngô khô cằn, kém năng suất. Một ngày mới của vợ chồng anh Lèo Văn Cường tại xã Cỏ Nòi, Mai Sơn, Sơn La là thu hoạch mắc ca trên nương. Chuyển đổi cây trồng đến nay được 7 năm, trên mảnh đất 4.000 m², anh Cường trồng xen giữa mắc ca, cà phê và đỗ tương trong những năm đầu để thay thế hoàn toàn diện tích trồng ngô thuần trước đó. Trước đây trồng thuần cây ngô, cây sắn thì gia đình rất là khó khăn về cái thu nhập. Chỉ đem lại thu nhập mỗi năm chỉ 20-30 triệu thôi. Nhưng hiện tại thì cũng từ thay đổi cái cách sản xuất đã cho thu nhập cao hơn so với trước đây. Hiện tại gia đình cũng đang cho thu nhập trừ chi phí mỗi năm cũng tầm 100 triệu. Trên cái đất dốc này thì trước kia mình trồng lúa đấy, nó hơi bị xói mòn, bị nước quán trôi đấy, là rất là có nhiều cái vấn đề khó khăn về cái kinh tác này. Tham gia cái mùa hành này từ năm 2013 thì từ năm đầu đấy thì chỉ qua 6 tháng thôi mình đã có cỏ cho châu ăn và có cỏ cho mình nuôi cá rồi. 3 năm sau nữa là mình có thu hồi được về cây sơn tra nữa. Từ năm 2018 là mình được thu hồi trên cái dự án này là phải trên 17-18 triệu. Nhiều chứ, bởi vì là khi mình trồng xen cỏ này, mình có cỏ để chăn nuôi, để nuôi trâu, nuôi bò hoặc là cho cá ăn này. Thế cái thứ hai nữa là nó giảm rất nhiều cái độ trôi của đất đây. Mình theo như mắt thường mình cũng nhìn thấy nó như kiểu là nó hạ một cấp đây này. Đấy, nó dần giống như là hạ cấp đây này. Cái màu nó trôi ở trên và ở phần dưới nó giống như một cấp đây này. Mình trồng một hàng cỏ vào đây này. Đấy. Thì mình thấy là nó giữ được đất và cây ngô khi mà mình trồng ấy thì là nó cũng vẫn là xanh tốt. Đây là 3 trong số rất nhiều nông hộ đã chuyển đổi canh tác độc canh truyền thống trên đất dốc sang giải pháp bền vững hơn, đó là nông lâm kết hợp. Nông lâm kết hợp được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để canh tác bền vững trên đất dốc. Nông lâm kết hợp thì là một cái hệ thống canh tác cây trồng, trong đó thì các loài cây thân gỗ lâu năm thì được đưa vào kết hợp cùng với các loại cây ngắn ngày, và có thể kết hợp cả cùng với chăn nuôi và ao cá trên cùng một đơn vị diện tích của nông hộ. Thì các loài cây thân gỗ lâu năm thì có thể là cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Nông lâm kết hợp thì có hai đặc trưng chính, đó là nhất là cái nông lâm kết hợp thì có từ 2 sản phẩm trở lên trên một đơn vị diện tích và có chu kỳ canh tác là dài hơn 1 năm. Hiện nay trên Tây Bắc chúng tôi phân loại 4 cái loại mô hình nông lâm kết hợp chính. Thứ nhất là cái mô hình nông lâm kết hợp đơn giản, bao gồm sự kết hợp của cây dài ngày với lại các cây trồng ngắn ngày. Ví dụ như trồng cây ăn quả với các cây ngô, cây lúa và cây đậu đỗ. Cái mô hình nông lâm kết hợp thứ hai là mô hình nông lâm kết hợp giữa cây dài ngày và chăn nuôi. Trong đó là cỏ chăn nuôi được trồng xen với các loại cây dài ngày để cung cấp cái thức ăn cho chăn nuôi. Mô hình nông lâm kết hợp thứ ba là mô hình nông kết hợp giữa cây dài ngày, cây ngắn ngày cùng với cả cỏ chăn nuôi. Ví dụ như là mô hình nhãn, ngô trồng xen và cỏ Guinea. Mô hình nông lâm kết hợp thứ tư đó là mô hình phức hợp đa dạng các thành phần trong hệ thống nông nghiệp, bao gồm cả loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả dài ngày cũng như cây ngắn ngày như là ngô, lúa, đậu đỗ. Có thể kết hợp cả cùng với chăn nuôi, trâu bò, như là ao cá. Mô hình cây dài ngày, cây ngắn ngày. Cây ngắn ngày được trồng với cây thân gỗ khác như cây lâm nghiệp hoặc cây ăn quả. Ví dụ mô hình đỗ, lạc hoặc rau kết hợp với trồng nhãn, xoài ở Sơn La. 2. Mô hình cây dài ngày, chăn nuôi. Ví dụ mô hình sơn tra, cỏ. Lấy cỏ làm thức ăn cho chăn nuôi bò tại Điện Biên. 3. Mô hình cây dài ngày, cây ngắn ngày, cỏ chăn nuôi. Ví dụ như mô hình nhãn, ngô, cỏ chăn nuôi tại Yên Bái. 4. Mô hình phức hợp đa thành phần. Gồm cây lâm nghiệp, cây ăn quả, được trồng với ngô, lúa nương và băng cỏ. Ví dụ mô hình sơn tra, cà phê, băng cỏ tại Điện Biên. Kết hợp giữa trồng cây ăn quả, ao nuôi cá, nuôi trâu, bò, lợn, gà.
Ví dụ mô hình nông lâm kết hợp sơn tra, ao nuôi cá, nuôi trâu tại Điện Biên, mô hình cây ăn quả, ngô, cỏ cùng với ao cá, vịt, trâu tại Sơn La. Một hệ thống nông lâm kết hợp mà lựa chọn cây trồng cũng như kỹ thuật canh tác, kỹ thuật quản lý phù hợp thì sẽ đem lại cái hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường. Thế đối với hiệu quả kinh tế thì hệ thống nông kết hợp sẽ gia tăng cái nguồn thu nhập cho nông hộ thông qua việc là đa dạng hóa các sản phẩm thu được trên cùng một đơn vị diện tích, đa dạng hóa cái thời gian thu hoạch, cũng như là giảm thiểu các rủi ro trong quá trình canh tác nông nghiệp. Đồng thời, nông lâm kết hợp cũng giúp tạo việc làm cho nông hộ trên cái diện tích đất đai của mình. Cái lợi ích lớn nhất mà nông lâm kết hợp mang lại đó là giúp giảm cái sự xói mòn đất, suy giảm dinh dưỡng của đất khi canh tác nông nghiệp trên đất dốc. Trước khi thực hiện nông lâm kết hợp, khi mà nông hộ canh tác thuần ngô hoặc lúa trên đất dốc thì lượng đất mặt hàng năm mất đi có thể từ 120 tấn đến 180 tấn trên 1 hectare. Khi mà canh tác nông lâm kết hợp thì có thể giúp giảm bớt cái lượng đất xói mòn lên đến 70-80%. Canh tác nông lâm kết hợp giúp gia tăng cái sự che phủ của đất, đồng thời gia tăng cái lượng nước thẩm thấu vào trong đất thay vì bị rửa trôi bề mặt. Chính vì thế mà đã giúp giữ nước trong đất tốt hơn, đồng thời gia tăng độ ẩm đất, cải thiện tiểu khí hậu và các dịch vụ hệ sinh thái. Một ví dụ về nông lâm kết hợp giúp cải thiện tiểu khí hậu trên nương của nông hộ như che bóng cho cây cà phê, giảm thiểu bức xạ mặt trời, chiếu thẳng xuống mặt đất, giúp ngăn chặn sự bốc thoát hơi nước trong đất, giảm thiểu rủi ro từ thiên tai như sương muối, hạn hán, lũ lụt. Nông lâm kết hợp là một cái vùng đệm giữa lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì thế nó giúp là gia tăng đa dạng sinh học và giảm thiểu cái sự suy thoái và mất rừng. Nông lâm kết hợp cũng thích ứng với lại biến đổi khí hậu hơn so với lại các hệ thống nông nghiệp truyền thống. Tại các vùng miền núi, với sự thoái hóa đất ngày càng nghiêm trọng, người nông dân đầu tư phân bón ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trái với mong đợi, năng suất cây trồng và lợi nhuận có chiều hướng giảm đi. Do đó, sự xuất hiện của các mô hình nông lâm kết hợp được xem là tín hiệu đáng mừng đối với bà con vì chi phí đầu tư không quá nhiều nhưng năng suất lại ổn định và cho thu nhập đều đặn. Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, nông lâm kết hợp còn là giải pháp về mặt xã hội và môi trường.